Ok, chào các bạn, mình là Gà đây và hy vọng các bạn đã có một ngày học tập làm việc thiệt là hiệu quả nha. Hôm nay mình sẽ đến một cái tựa game có tên là The Flash các bạn. The Flash dịch cho tiếng Anh có nghĩa là vết cắt ha, vết chém ha. Nó dạy như chúng ta trong tựa game này, chúng ta sẽ đóng vai là một sát thủ hay gì đó. Trong cái tựa game này, hôm nay thì mình sẽ quay chung với lại bé Mây Phương ha. Chào mọi người đi bé ơi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay cái game kinh dị này mình với anh Gà. Rồi cũng rất là lâu rồi mới đi chung bật nói chuyện chung như thế này. Nhưng mà nói chung là video này của anh Gà, sân khấu của anh Gà nên là mày chỉ thêm mắm thêm muối thôi. Thì bật mí với mọi người á là bé Mây cũng đã có quay từ game này lúc sáng rồi nhưng mà không có Gà trong video đó ha. Cho nên hôm nay thì trong video này mình Gà sẽ quay một cái game riêng. Có thể thì cái tựa game này sẽ up lên sau khi là Mây đã up video cũng về tựa game này luôn ha. Rồi thì chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung của cái tựa game này. Đây là một cái tựa game dạng thể loại kinh dị sinh tồn ha. Nó khá là giống cái tựa game là Murder Mystery. Trong cái tựa game này nó sẽ có khá là nhiều chế độ chơi cũng như là khá là nhiều cái map chơi ha. Và một cái màn nó khá là lâu, bây giờ còn tới hơn gần 3 phút nè. Thì chúng ta sẽ đi vòng vòng để khám phá bên trong cái lobby, bên trong cái sảnh này sẽ có gì nha. Hồi sáng thì mình có vào mình chơi thử mà mình không biết là nó chơi như thế nào nữa. Kiểu như nó tới dồn dập quá các bạn. Ok, em có gì dẫn anh đi vòng vòng cái nè. Đây nè, bên đây là nó sẽ hiện cái con nhân vật phiên bản hiền của anh bên đây và phiên bản ác bên đây. Và trong đó là nó có những cái trang thiết bị gì đó em cứ như là trong quán khi mà anh win á thì nó sẽ tặng cho anh những cái hoặc là cái gì đó anh mở ra mở room thì sao á. Tại em hồi sáng em chơi em chỉ là vô trong trận thôi, còn những cái vấn đề không vô không làm. Rồi ở đây nó có một cái unlock chest nè, hiện tại anh đang có hai cái key. Các bạn em có thể cái. Mở đi. Mà thật sự các bạn, ở trong cái sảnh này thì chúng ta chỉ thấy được con nhân vật chúng ta thôi, như là bé Mây nói là bên đây là hiền nè, y bên đây là dữ nè. Thì nó dạng như là sát nhân nè, còn đây là hiền. Tức là nếu mà chúng ta được chọn là những cái người mà đi trốn thoát sinh tồn á thì sẽ được nằm bên đây. Nó sẽ màu xanh dương ha. Còn nếu mà mình được chọn là sát nhân á, người ác á thì nó sẽ nằm bên đây, nó màu tím. Và mỗi bên nó đều có một cái, như là bên ác thì có mặt nạ nè, có pack nè, có gói quần áo gì đó, có vũ khí ha. Hiện tại thì bạn thấy mình đang cầm vũ khí là cái chảo. Rồi ability là dạng như là tính năng của cái sát nhân của mình á, có rampack, có ray nè, mỗi người mỗi khác nha, tùy theo các bạn mở được cái gì. Và nếu muốn mở á, thì nó sẽ hên xui, mở chỗ cái unlock chest này nè. Ok, giờ tôi sẽ mở thử nha, mình còn hai chìa khóa các bạn. Mình có một cái đèn pin khác, một cái đèn pin mà đội đầu ha, không phải đèn pin cầm tay nữa. Hay ta. Còn cái nữa là cái gì đây? Ô mà cái máy chụp ảnh kìa. Cái máy chụp ảnh này bé Mây thích lắm nè. Nó y chang cái đồ soi á, đồ cốt á. Thì hồi nãy anh cũng có coi á là ba ngoài ba chế độ đó của em thì có một số chế độ khác cũng như là Murder Mystery nữa. Tại tổng cộng ở trong đây thì 5 chế độ lận. Ok thì bây giờ chúng ta thấy là còn 7 giây nữa. 7 giây nữa là hết trận ha. Rồi thì ở đây có một cái tấm bảng thông báo nè. Cái màn vừa rồi đã kết thúc ha và nó chuẩn bị restart lại, tức là nó chuẩn bị cho một cái màn mới. Kìa có map voting kìa. Thích cái nào? Qua nghĩa địa đi, qua nghĩa địa đi. Nó hơi tối, tối tăm, âm u. Có một cái map. Nó rất là tối, em khó di chuyển giả mày. Vậy thôi qua cái giữa đi. Cái map tối là cái map đó đó. Qua đây nè. Giờ hồi chọn luôn. Được, tệ đi, khó chơi được rồi. Ok, thì đây là chúng ta đang có 3 chế độ chơi ha. Một chế độ là làm đầy xe tải nè. Sinh tồn ha, 9-1, 8-2, self-heaven. Cái này nó kêu mình là hãy ở trong vòng an toàn và chiến đấu chống lại những tác nhân mà gây bệnh truyền nhiễm. Nếu mà bạn đã bị chết á, bị cái tên truyền nhiễm nó chết á, thì bạn sẽ biến thành một cái tên truyền nhiễm y chang như vậy. Nó giống như là zombie á. Vô nè, vô nè. Nè lát vô trận có cái hình đẹp lắm luôn. Thích hợp để làm thumbnail. Ok thì 10 giây cho quảng cáo ha, thì hiện tại đồ Noel đã có. Các bạn có thể vào group của My and Fan Việt Nam nhá, link mình sẽ để bên dưới phần mô tả để mua nhá. Full đầy đủ 14 bộ Noel các bạn ạ. Rồi 10 giây quảng cáo kết thúc. Chúng ta chuẩn bị vô map đầu tiên nào. À là cái này đúng không? Rồi, ác liệt thiệt. Nhìn cái ba xin. À. Cái này là sao? À cái này là chúng ta sẽ giết hai con quái vật. Đúng rồi, với là mình chạy vô cái vùng an toàn để bơm máu nè. Bé thấy có một cái khiên không? Chạy vô cái khiên đó. Em không thấy. Nó mờ mờ màu trắng trắng á.
À em thấy rồi. Đó, vô cái khiên nó để bơm máu. Tại vì nếu mà mình bị máu khoảng 4 phút. Ừ em thấy cái gì đó tím tím. Nó đó. Tại đây nó đụng mình được hả ta? Nó không đụng được, nhưng mà cái vòng này nó sẽ biến mất rồi nó dời qua chỗ khác đó. À em Kìa. hiểu rồi. Mình phải bơm máu, tại vì nếu mình máu mình xuống tới 60 mấy là mình bị gục. Bị nóc á, bị gục. Giờ nó giết mình thì mình biến thành zombie luôn. Đó bây giờ cho nên mình cứ đi qua cái hướng mà có Có cái một đứa khiên. nó bị thương nè. Hãy tự cứu lấy mình đi em ơi. Rồi tiêu rồi, bả tiêu rồi. Rồi biến thành zombie luôn. Trời ơi, nó đâm em luôn kìa, thằng đấy bên nó đâm em kìa. Rồi xong em chung tim với nó luôn. Thế bởi vậy anh nói rồi cứu lấy mình đi. Thôi 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 lúc nào chứ lúc này đừng có gần anh. Thằng nào đi cái tướng zombie nè, giết nó Ấy da, đừng cho nó ơi đẻ trứng. ơi ơi rồi tiêu rồi. Nào đây thằng nào đây Cái map chơi, cái map chơi này, cái chế độ chơi này thì nó hơi bất lợi cho cái survival. Tại vì cái dạng lây nhiễm thì từ từ cái người sinh tồn nó giảm lại, cái người mà bị nhiễm nó tăng lên á, cho nên nó bị đẹp giờ nhưng bây giờ còn gì. thì đó hơi bất công chút xíu. Cứu bồ ơi, cứu đi đường đó sao mà được qua đây, Khá là gì? còn có hai người sống à, cứu anh. Anh còn sống hả? À, anh còn hai mấy giọt chưa chết. Anh nó dài quá ha. Thằng nào đây? Chết ơi, rồi Ơi, tiêu lại luôn. đây. Em thấy có một cái chiêu quy không, Quên. cái chiêu quy á, không phải chiêu Hả? quy, cái có một cái chiêu nút bên trái á, cái chiêu hình đầu sọ hay đâu gì á Có anh. đó, cái chiêu đó là chiêu như là mình búp đam lên để mình chém nó giết cho lẹ mà. Còn nếu em giết bằng cái chiêu Ở cái thường thì gì nó đầu lâu. tính Đúng rồi, rồi thành zombie luôn, thành sát nhân luôn. Ủa xong rồi, còn ai sống sót không? không À anh? còn một Xong người, còn một người. Em thấy cái màu xanh chưa? dương Em không? thấy rồi, thấy rồi, đằng từ xa xa. Giết nó em ơi, giết nó, Da dữ vậy. nó núp á, nó núp mà mình nhận thấy. Ờ lên cây kìa, trời ơi. Ủa anh em khôn nhất thời đại. Ấy Ai vậy? Biết rồi, bị đâm rồi, bị đâm rồi. ok, thoát. Rồi. Trời ơi ác quá. Ở anh đâu rồi? Anh trên cây nè. Bởi vậy ta nói chơi cái thể loại chơi này thì người sống sót bất lợi quá. Ok, chúng ta sẽ tới màn tiếp theo rất là nhanh chóng luôn. Kiếm màn sáng sáng đi. Bên đây đi. Bên đây đỡ hơn nè. Chế độ chơi bây giờ mình sẽ kiếm chế độ chơi khác ha. Có thể là làm đầy nhiên liệu, hay là chế độ đánh 5 năm cái kiểu. Trong game này như mình nói là có tất cả 4 năm chế độ chơi nha mọi người. Chế độ thứ nhì này thì nó sẽ hơi bất lợi cho cái người Flasher, tức là cái người làm sát nhân ha. Bởi vì công việc của cái nhiệm vụ ở trong cái map này là chúng ta sẽ sửa chữa những cái máy phát điện. Nếu sửa chữa được 4 5 cái gì đó cho nó đầy cái cây á thì chúng ta sẽ mở được cánh cổng và thoát ra ngoài thôi. Ôi trời 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 trời. Holy Xui vậy. moly. Holy. Thiệt tình luôn. Trời ơi. Cái này căng lắm. Sao đánh lại? Thiệt tình. Cái Không anh, dài lắm á. Cái ván cuối em trong video của em á là cái con kia nó sống dai đúng dài luôn. Thua hết cái đứa này. không phải sống dai nhưng mà ý nó là một chọi chính sau chơi lại. Tại người chơi người ta Chơi cứu. lại. Vậy luôn hả? Ông cái thằng kia chơi giỏi lắm luôn kìa, hồi sáng em chơi kìa, thằng kia nó một nó đấu rất lại tất cả đó, nó win đó. Nói chung là cái này phải chơi công Ủa bằng, em gặp anh để anh chụp hình. sao ta... À, thanh niên. Không, em chụp hình anh thì anh bị đơ vài giây thôi. Như bị choáng. Chán mấy giây à, cho nên em phải giết anh. Em có nợ giết anh không? Nhưng mà em không có súng đâu. Em có nợ giết anh không? Thanh niên này chuẩn bị chết đây. Phải giết hết. Ôi trời, ôi Ê cha, ê, đây là chụp hình vậy? Em đúng con mày. không? Mày dính rồi, holy Bị lắc rồi. Em ơi, em ở đâu vậy? Đâu rồi? Ủa chạy rồi hả? Chạy moly. Trời ơi. nè. Đâu đâu. À. À dạ. Ô bị choáng rồi. Anh tha cho đó.
Người yêu nên anh tha đó, chứ người khác là anh giết rồi. Anh sẽ tàn Dạ sát. mày. Kiểu gì nữa? Nếu các bạn thấy cái câu này hay, Biết đừng quên để lại mà một like. Ơi, đứa nào chụp hình vậy? Đừng có cứu nó, không có cứu nó được đâu. Cứu nó thì cũng chết thôi. Cứu nó đi. giọng anh, cái giọng anh lồng tiếng em kinh dị được, Mốt anh chàng em kinh dị với video này. rất là nghiêm túc, kiểu như tầm mắt không thể nào gọi là vui Trời vẻ ơi, nổi á. trời ơi, trời ơi. Hồi chiều nghe em comment đồ ha, anh cần phải sôi động lên ha. Đẹp trai là được rồi. Bởi cái mặt đang quay đúng nghiêm túc. Ê, sao ai chụp hình qua vậy? Nè, chạy nè. Mấy đứa kia không chịu đi sửa máy. Tranh thủ lúc anh giết người thì đi. Sửa máy đi, thằng này chạy nhanh đi. Rồi, xong. Lì. Ôi, ơi, 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 đi ra. Nhanh lên, đi chỗ khác. Nhanh lên. Đi chỗ khác. Anh không muốn giết em đâu, đi chỗ khác. Ôi Thiệt, cái ôi máy. trời, nhìn lại có cái ảnh cưng quá à. Cái máy kế bên kìa. Người này. Nè, đứa nào lại đây? Đâu dám lại, trời ơi, cầm nguyên con dao luôn, sao dám lại? Nhìn thanh niên này chết trong vô vọng thôi. Cái kia thì anh chừa, tại vì kiểu như là cái chiêu cuối á, phải chừa nó hồi lâu á. Cái này tính ra là khá là hay các bạn. Đứng đây đi, Xong, mình đứng hai đây đứa. đi trở lại. Hai đứa. Các ngươi ở đâu? À. À, có một người chạy, ngươi thấy ta không? Ta thấy ngươi rồi. Anh nói là cái trò hội này là 9/1, cảm thấy bất công chứ em cảm thấy là số máu của anh đang rất lợi thế hơn tụi em luôn á. Đang nhìn cái tổng số máu của anh và đứa kia cộng lại thì Anh tới 260 máu, nhưng mà ý anh á là nếu mà người chơi người ta biết cách chơi á, ổng cho cứu đi ra. Nhanh lên. Không nghe lời đúng không? Không nghe lời giết luôn. rồi. Ai biểu hư? Không nghe lời làm chi? Anh đi kia chắc cho chết đi, còn ai cứu thì cứu. Biết không? Cái tội hư. Đã anh nói rồi. Lo đi kiếm cái máy đi. Không chịu. Gì có thấy cái máy ở đâu. Đây nè, cái máy giống gì nè. Rồi xong. Ơi. Hạt bụi nào Ơi. hóa kiếp thân mày. Để một mai quay trở về cát bụi. Ôi chết bụi mệt nhoài. Anh gà cứ chém hoài luôn. Đó, không chém nữa, chém kia chết thôi. Ai cứu mày nè, mày sắp chết rồi nè. Chú ghé cứu kìa. Chú ghé cứu chị. Đấy, em thấy anh tốt không? Đâu nỡ hại người yêu đâu, anh giết nó. Cố liền. Bây giờ anh giết nó. Không kịp rồi, còn mười mấy giây à. Ok. Trời ơi. Ủa, thắng hả? Thắng hay thua Em ta? bảo là anh còn sống là anh win mà. Ủa vậy hả? Anh không biết luôn. Em bảo rồi, tỷ lệ này là 9/1 đi là Hồi thiệt thôi. chiều anh chơi Dễ gì. thử, anh chơi thử anh cũng bị làm này nè, xong đó anh thua. Tại vì tụi nó thoát ra được á, tụi nó kiếm được cái đường ra Anh rồi. là đứa thông minh, còn quen là mò mò. Và lần này mình sẽ nghĩ là chúng ta sẽ kiếm một cái thể loại chơi mới nữa. Ba màn chúng ta sẽ chơi ba thể loại khác nhau luôn. Rồi. Thì cái thể loại này á, mình sẽ nói cho các bạn cách chơi nhé. Đầu tiên mình sẽ Anh nói chia thành cái hai, nè. chúng ta sẽ chia làm hai đội, mỗi bên nữa 5 người. Và trong cái map này chúng ta sẽ đi hút những linh hồn. Khi các bạn hút được tối đa mỗi người là 15 cái linh hồn, thì ở giữa có sẽ có một cái biểu tượng dạng như là một cái hồn ma ha, và các bạn sẽ đi tới cái máy đó. Các bạn thả những cái linh hồn bạn thu được, và cái team nào á mà full trước thì team đó sẽ thắng. Nhưng mà sẽ có một khoảng thời gian á, sẽ chia ra hai bên, một bên sẽ là một bên đi săn, đi giết người á, còn bên là bên sinh tồn. Thì cái bên giết người sẽ đi giết những cái người chơi kia, thì nếu mà giết được cái người nào á, thì người đó sẽ mất những cái linh hồn mà người đó đã thu thập, phải thu thập lại từ đầu. Thì đây là một cái cuộc chiến đi thu thập những linh hồn thôi, rồi xong đem ra cái máy ở chính giữa bản đồ á. Hiểu rồi, em có chơi lần rồi, chơi mấy tụi kia. Giả bộ nói hiểu coi, giả bộ nhờ anh nói hiểu coi. Dạ, em nhờ anh làm em hiểu rồi á. Cảm ơn em. Kìa, em thấy cái hồn ma không? Thấy đúng không? Mấy cục xanh xanh cũng được mà anh. Không, cái cục xanh xanh là em ăn thôi. Em ăn rồi xong em phải ra cái máy ra em bán.
em ra cái máy đó em bán thì em mới được cộng cái linh hồn vô, còn nếu không em không được cộng đâu. Nó giết á, hồi nó giết em là em mất hết á. Thu thập càng nhiều càng tốt. Không cần nhiều đâu, mình thu thập được đủ số lượng, mình gần gần cái chỗ đó mình bán cho nó dễ. Đã hồi mình đi chém nó thì ok, mình đi chém nó thì mình đi cứ đi mình săn nó thôi. Còn nó đi chém mình là mình phải đi bán liền. Ơ, à, đi đi bán đi bán. Em ơi, bán. Em bán rồi mà, em mới bán rồi mới đi ra nè. Ê. Mày sao kìa, Không không, cái team kia nó đánh mình. Cái team kia nó giết mình á. Anh cần phải đi bán. Thì đúng như là khác nhân được đẹp được. Anh chụp hình nó một cái nó đơ luôn rồi. Sao cái kia nó lấy gì lẻ vậy ta? Mình là heroic đúng không? Mình là màu xanh dương mà. Ở bên ủa, kia em có đi lộn địa chỉ không ta? Thôi em ngã không được ta. Không đúng mà, mình có cái máy bán á, là có một máy duy nhất à. Thấy nguy hiểm quá, nó còn có một nấc nữa, nó mở được cánh cổng nó đi về. Vậy? Trời, chết luôn rồi, thua luôn rồi. Mấy thanh niên kia chắc không biết chơi á, Ok, thì vừa rồi là cách chơi của tựa game là Splat ha các bạn ha. Một tựa game về sinh tồn kinh dị khá là hay. Và nếu các bạn muốn chơi, mình sẽ để cái link bên dưới phần mô tả video. Và nhớ mua quần áo của mình và Mai nha, link sẽ được để bên dưới phần mô tả luôn. Có lẽ mình và Mai sẽ kết thúc video tại đây nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào, bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye nha.